Bản tin Arsenal ngày 29 tháng 12. Địa chấn tại Emirates, Arsenal chính thức mất ngôi đầu. Rạng sáng nay, Arsenal đã có một trận đấu cực kỳ khó khăn trên sân nhà Emirates trước West Ham. Với đội hình chất lượng vượt trội cùng phong độ ấn tượng, Arsenal không mất nhiều thời gian để kiểm soát trận đấu. Liên tiếp là những tình huống dồn ép của pháo thủ lên phần sân của West Ham. Tuy nhiên, các chân sút của họ như Bukayo Saka hay Gabriel Jesus lại tỏ ra thiếu sắc bén trong những pha bóng quyết định. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn. Đoàn quân của Mikel Arteta đã phải trả giá. Ở phút thứ 13, Thomas Soucek là người khai thông thế bế tắc bằng một pha đệm bóng cận thành đơn giản sau tình huống bóng lộn xộn trong khung thành của Arsenal. Bất ngờ bị dẫn trước, Jürgen đã ngay lập tức gây sức ép cực lớn trên phần sân của đối thủ nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, kịch bản tiếp tục lặp lại khi West Ham một lần nữa chọc thủng lưới pháo thủ. Phút thứ 55, Konstantinos Mavrovanos nâng tỷ số lên 2-0 cho đoàn quân của David Moyes sau một pha đánh đầu hiểm hóc. Arsenal sau đó đã có một số thay đổi về nhân sự và tiếp tục tấn công áp đảo lên phía khung thành của The Hammers. Dẫu vậy, bàn thắng vẫn là thứ mà đoàn quân của Mikel Arteta không thể đạt được. Chung cuộc, Arsenal nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước West Ham, qua đó để mất vị trí đầu bảng vào tay Liverpool. Pháo thủ hiện đang có 40 điểm sau 19 vòng đấu, kém The Kop 2 điểm và hơn đội đứng thứ 3 là Aston Villa 1 điểm. Bản lĩnh của Arsenal bị nghi ngờ. Đánh rơi chức vô địch Ngoại hạng Anh ở những vòng đấu cuối cùng của mùa giải năm ngoái là nỗi thất vọng mà các cổ động viên Arsenal chưa thể nào quên. Trái ngược với Manchester City, pháo thủ tỏ ra thiếu bản lĩnh ở những khoảnh khắc mang tính quyết định, dù đôi lúc họ nắm lợi thế lớn. Những tưởng đó sẽ là bài học kinh nghiệm dành cho thầy trò Mikel Arteta, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì được cải thiện. Đội chủ sân Emirates tỏ ra bối rối và nóng vội từ thời điểm bị West Ham bất ngờ vượt lên dẫn trước. Arsenal dễ dàng đánh mất sự tự tin thường thấy. Trước khi nghĩ đến việc bổ sung nhân sự ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, có lẽ chiến lược gia người Tây Ban Nha nên chấn chỉnh thái độ thi đấu và giúp các học trò gia tăng bản lĩnh. Giai đoạn lượt về hứa hẹn còn khốc liệt hơn nhiều dành cho đại diện Bắc London. Tiết lộ cầu thủ khiến huấn luyện viên Arteta phát điên mùa trước. Pháo thủ chi 105 triệu bảng để ký hợp đồng với Wright từ West Ham vào mùa hè năm nay. Anh chuẩn bị đối đầu với câu lạc bộ cũ khi hai đội gặp nhau ở vòng 19 Premier League. Trước trận, huấn luyện viên David Moyes hết lời ca ngợi Rice và Mikel Arteta cũng dành cho cầu thủ 24 tuổi này những lời có cánh. Arteta nói, khi West Ham đưa ra mức giá, bạn phải thực hiện và điều đó không hề dễ dàng. Nhưng kể từ khi tới đây, Rice đã thi đấu một cách xuất sắc. Cậu ấy là một chàng trai thực sự khiêm tốn và cách cậu ấy muốn học hỏi cũng như đón nhận những lời chỉ trích đầy tích cực và thực sự rất mạnh mẽ. Tôi yêu sự hiện diện của Rice trên sân. Cậu ấy ở đó và có điều gì đó đặc biệt. Tôi cảm nhận được điều đó khi đối đầu với Rice. Đó là lý do tại sao tôi như hóa điên muốn ký hợp đồng với cậu ấy. Bạn có cảm giác về các cầu thủ và tôi muốn Rice trở thành một phần của đội bóng ngay từ mùa trước. Rice sẽ phát triển một cách tự nhiên trong những năm tới và còn nhiều điều hơn thế nữa từ cậu ấy. Arsenal thận trọng với chấn thương của Timber. Julian Timber là tân binh của Arsenal ở mùa giải này. Anh chơi khá tốt trong giai đoạn tiền mùa giải nhưng gặp chấn thương ngay trong trận khai màn Premier League. Một số báo cáo gần đây cho biết, trận gặp FC Porto vào tháng 2 ở Champions League là thời điểm Timber trở lại sân cỏ. Nếu đúng như vậy, tuyển thủ Hà Lan chỉ ngồi ngoài khoảng 6 tháng với chấn thương rách ACL. Đây là khoảng thời gian tối thiểu để cầu thủ dưỡng thương sau khi dính phải chấn thương loại này. The Athletic đưa tin rằng quá trình hồi phục của Timber đang tiến triển tốt, nhưng anh dự kiến sẽ chưa trở lại trong tương lai gần. Hiện chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến trận lượt đi với Porto. Rõ ràng một số báo cáo gần đây đánh giá Timber có thể trở lại ở trận gặp Crystal Palace vào ngày 20 tháng 1 là không đáng tin. Cựu hậu vệ Ajax sẽ cần thời gian và anh nên cẩn trọng sau một thời gian dài phải làm bạn với các bác sĩ. Sự trở lại của Timber sẽ chẳng khác gì một bản hợp đồng trong mùa đông của pháo thủ. Campbell khuyên Arteta tàn nhẫn với số 10. Smith Rowe là một sản phẩm ưu tú của Học viện Arsenal, nhưng tiếc là anh hiếm khi đạt được thể trạng tốt nhất. Cầu thủ kiến tạo lối chơi mới 23 tuổi có đóng góp ít ỏi cho đội bóng mùa này. Mikel Arteta đang chờ Smith Rowe trở lại. Tuy nhiên,
Kevin Campbell cho rằng vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha nên đưa ra quyết định tàn nhẫn, đó là bán số 10 của đội bóng để chiêu mộ Ivan Toni từ Brentford. Campbell lên tiếng, có một số cầu thủ mà bạn có thể bán. Bạn không muốn thấy Smith Rowe rời câu lạc bộ, một cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện. Nhưng nếu muốn giành một danh hiệu thì bạn phải tàn nhẫn. Nếu bạn có thể chia tay một số cầu thủ, thu về một khoản tiền và có cơ hội để mua một người như Ivan Toni thì đó là điều bạn cần phải làm. Tất nhiên, Arsenal khó có thể thu về số tiền lớn từ việc bán Smith Rowe và họ phải bỏ ra số tiền cao hơn nhiều cho tiền đạo Brentford. Một cầu thủ khác mà Arteta có thể cân nhắc bán đi đó là thủ môn Aaron Ramsdale. Arsenal thể hiện rõ quan điểm trong thương vụ Ramsdale. Theo The Athletic, Arsenal không muốn bán đi thủ thành người Anh ngay trong tháng 1 này, bất chấp sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ trong nước cũng như châu Âu. Những lời đề nghị cho mượn có vẻ không hấp dẫn giới thượng tầng của The Gunners, mặc dù đây là cơ hội giúp Ramsdale có thể cạnh tranh suất tham dự Euro 2024. Newcastle được cho là đội bóng gắn liền với những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến cựu thủ thành Sheffield United nhằm thay thế cho thủ môn số 1 Nick Pope đang dính chấn thương. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa thực sự rõ ràng khi không thể biết được The Mappies ngoài một lời đề nghị cho mượn có sẵn sàng đưa ra những phương án khả thi hơn để thuyết phục Arsenal hay không. Arsenal áp đảo MU trong vụ máy quét Everton. Amadou Onana là một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất Premier League. Cầu thủ 22 tuổi đã thể hiện phong độ tốt trong màu áo Everton kể từ khi chuyển đến từ Lille với bản hợp đồng trị giá 33 triệu bảng vào năm ngoái. Ngoài ra, anh cũng đã nâng cao tầm vóc trên đấu trường quốc tế cùng đội tuyển Bỉ với tổng cộng 9 lần ra sân. Với màn trình diễn mạnh mẽ, Onana nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Manchester United và Arsenal. Hai gã khổng lồ nói trên đều cần những sự bổ sung nhân sự cho tuyến giữa để bứt phá trong nửa mùa giải còn lại. Vì vậy, họ đều muốn sở hữu cỗ máy quét của Everton. Tuy nhiên, theo The Hard Tucker, pháo thủ đang chiếm lợi thế lớn hơn ở cuộc đua này. Một trong những nguyên nhân có thể khiến họ vượt mặt Man United là sự tiến bộ rõ rệt ở hai mùa giải gần đây. Sau khi cán đích ở vị trí Á quân mùa trước, Arsenal tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng và nếu giành chiến thắng trước West Ham, họ sẽ lại vượt mặt Liverpool để dẫn đầu cuộc đua Premier League sau 19 vòng đấu.